người đi lao động nước ngoài có cách nào được mua đất trong nước mà đứng tên mình hay không? Cái câu hỏi này thì tôi cũng đã chia sẻ rất là nhiều ở trên kênh của tôi rồi. Đối với trường hợp là các anh chị là người Việt Nam, các anh chị đi làm việc ở nước ngoài ấy, thì anh chị hoàn toàn có thể mua được nhà đất ở Việt Nam, không cần phải về Việt Nam luôn. Đó. Thì cái điều đầu tiên là anh chị cần phải làm cái hợp đồng ủy quyền đi mua. Anh chị có thể ghi xuống ở đây là hợp đồng ủy quyền đi mua. Hợp đồng ủy quyền đi mua có nghĩa là thế nào? Là anh chị sẽ yêu cầu người nhà ở Việt Nam làm một cái photo cái chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân của cái người mà các anh chị sẽ ủy quyền, photo cái sổ đỏ, cái sổ đỏ đấy, nếu mà có bản sao y bản chính thì là tốt nhất, cái sổ đỏ mà các anh chị sẽ mua cái sổ đỏ đấy, sau đó thì là các anh chị gửi cái giấy tờ của cái người được ủy quyền đấy nhé sang bên cái nước ngoài nơi mà các anh chị đang sinh sống. Sau đó thì anh chị sẽ đến cơ quan đại sứ quán của Việt Nam tại nước bản địa mà anh chị đang sinh sống để các anh chị làm cái giấy ủy quyền. Cái giấy ủy quyền này là ủy quyền cho cái người đó đi mua đó. Đi mua cái tài sản này cho các anh chị, và cái tài sản đó sẽ được đứng tên của các anh chị ở Việt Nam. Và sau khi mà làm tất cả các thủ tục và ủy quyền cho người đấy làm các thủ tục thì các anh chị hoàn toàn có thể đứng tên trên giấy chứng nhận của chúng ta đấy. Cái người kia chỉ có cái nhiệm vụ là đi làm giúp anh chị thôi. Thì đấy là đơn giản nhất. Thì có một vài các lưu ý đối với trường hợp ủy quyền, đó là anh chị ký ở bên nước ngoài, sau đó các anh chị gửi về Việt Nam. Tôi nói lại nhé, anh chị ký ở bên nước ngoài là ký ở trong đại sứ quán. Đại sứ quán người ta sẽ có người có bộ phận để làm cái nhiệm vụ ủy quyền. Thì sau đó thì các anh chị gửi hồ sơ đến về Việt Nam. Thì cái người ở Việt Nam ấy thì đừng ký ngay lập tức khi nhận được thư của người nhà ở nước ngoài gửi về, mà cần phải lên văn phòng công chứng tại nơi có hộ khẩu thường trú để ký vào hợp đồng ủy quyền. Sau đó mới đem cái giấy ủy quyền đấy đến phòng công chứng ở một cái nơi khác nếu như mua đất nơi khác. Còn nếu như mà mua đất ở cái nơi có văn phòng công chứng tại nơi có hộ khẩu thường trú thì được ký luôn tại đó luôn. Đấy, được chưa? Có hai trường hợp đúng không? Trường hợp là mình mua đất ở nơi có hộ khẩu thường trú thì mình ký hợp đồng ủy quyền tại văn phòng công chứng tại nơi thường trú luôn. Trường hợp thứ hai là mình mua đất ở nơi không có hộ khẩu thường trú của mình ở đấy, có nghĩa là địa phương khác đấy, tỉnh khác ấy, thì chúng ta cần phải đến văn phòng công chứng của nơi mình có hộ khẩu thường trú để xác nhận vào cái giấy ủy quyền đấy, sau đó mới đem cái hợp đồng ủy quyền có chữ ký của văn phòng công chứng đến văn phòng công chứng của cái nơi có miếng đất để chúng ta làm hợp đồng ủy quyền. Thì trường hợp này nó sẽ là gì ạ? Được ký như vậy, và sau đó thì giấy tờ bất động sản nó sẽ được mang tên các anh chị. Thì đấy là trường hợp anh chị ở nước ngoài. Trường hợp này cũng có thể anh chị áp dụng bằng cách là khi các anh chị ở Việt Nam, ở thành phố Hồ Chí Minh muốn mua đất ở Hà Nội, thành phố Hải Phòng muốn mua đất ở thành phố Hồ Chí Minh, đấy, ở tỉnh khác muốn mua đất ở một cái tỉnh khác, anh chị hoàn toàn không cần phải đến cái tỉnh đó, mà chúng ta sẽ làm hợp đồng ủy quyền vắng mặt để chúng ta có thể mua được bất động sản. Ok, cảm ơn anh rất nhiều với câu hỏi rất tuyệt vời để giúp đỡ cho rất nhiều các anh em ở đây. Hãy bấm vào nút like và chia sẻ cái video này với tôi. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng Phạm Văn Nam. Để không bị bỏ lỡ những video mới, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể bấm xem các video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại ở trong các video tiếp theo.